sau khi lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay ở mức 74,5 triệu đồng một lượng vào buổi sáng. Giá vàng miếng SJC đã hạ nhiệt trong buổi chiều ngày 29 tháng 11. Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng đã niêm yết vàng SJC dưới 74 triệu đồng một lượng. Vào lúc 15 giờ 30 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty BNG báo giá vàng SJC ở mức 72,8 triệu đồng một lượng mua vào và 74 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 300.000 đồng so với phiên sáng nhưng vẫn cao hơn giá hôm trước 200.000 đồng chiều mua vào và 400.000 đồng chiều bán ra. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC cũng giao dịch ở mức 72,6 triệu đồng một lượng mua vào và 73,82 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 700.000 đồng so với buổi sáng, nhưng vẫn cao hơn hôm trước 100.000 đồng một lượng mua vào và 300.000 đồng một lượng bán ra. Trong khi giá vàng SJC hạ nhiệt thì vàng nhẫn 4 số 9 tiếp tục tăng so với buổi sáng và lập đỉnh mới ở mức 62,4 triệu đồng một lượng. Cụ thể, công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 1, 2 và 5 chỉ ở mức 61,3 triệu đồng một lượng mua vào và 62,4 triệu đồng một lượng bán ra, tăng thêm 150.000 đồng so với buổi sáng và tăng 600.000 đồng cả hai chiều mua và bán ra so với hôm trước. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết, mặc dù giá vàng biến động mạnh, nhưng giao dịch trong những ngày qua không tăng đột biến. Tuy nhiên, lượng vàng khách hàng bán ra có nhỉnh hơn mua vào khi giá vàng trong nước lập đỉnh.